Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Hante Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái tựa game khá là quen thuộc, đó chính là Công viên khủng long Jurassic World The Game các bạn à. Và hôm nay đang có một cái sự kiện khá là hấp dẫn luôn. Chúng ta có thể vào khu vực này. Ở đây thì chúng ta sẽ cái gì đây? Xem quảng cáo các bạn để nhận được cái em này. Và wow, 34% các bạn sẽ nhận được DNA. Thú vị đây. Rồi, ở đây thì các bạn có thể đấu với cái con boss này. Nhưng mà hình như là chưa tới các bạn à. 2 ngày nữa. Oh my god. 2 ngày và 2 tiếng nữa thì chúng ta sẽ đấu được với một cái con boss rất là chất chơi người dơi. Rồi, ở đây thì chúng ta có thể đấu với những anh bạn chơi Facebook. Để mình xem nào, hôm nay chúng ta tiếp tục đi gẹo chọc ai đây. Ai sẽ trồng khoai đất này. Wow, random. Rồi, chúng ta thử vào đây nha. Ở đây thì mình sẽ đi gẹo chọc những thành viên vô cùng đáng yêu và dễ thương. Và hôm nay mình sẽ mang cái con wow, đây, bé này đi ha. Ồ, 55.000 máu và lượng sát thương không cao lắm. Action. Thử tìm đối thủ xem đối thủ ngày hôm nay của chúng ta sẽ là ai. Wow, và các bạn ơi, anh em nào thích mình chơi cái con khủng long nào thì cứ việc comment trực tiếp vào bên dưới video nha. Mình sẽ làm về bé đó cho các bạn xem. Ây cha cha, mới vào, đối thủ đã được đánh trước rồi. Để xem chúng ta sẽ nhận lượng sát thương đến từ Senuchu. Một hit. Oh my god, con cái đè quýnh cái luôn vậy đó hả man. Wow, man đúng là lầy lội quá đi. Man thích thì mình cũng khều man cái luôn nè. Khều man cái. Ôi cha, lượng sát thương đến từ Zudon quá mạnh các bạn à. Anh ấy vẫn còn vẫn còn cái sự hộ báo, vẫn còn cái độ hot nha. Zudon, oh my god, biết đâu một mình cân ba luôn á thì thôi rồi. Ây cha, lại sử dụng một chiêu để hút mình nữa. Máu của mình khá là trâu đó nha. Chú muốn hút mình nữa thì ây cha cha, ba hit luôn. Giăng dách liền. Oh my god, bạn này thì dường như thế này là thế cỏ, còn mình là hay ăn thịt các bạn. Hai con kệ hệ nhau, lượng sát thương mình được tăng lên tới 54.000. Wow, cuối cùng thì Zoro nó bị hạ rồi. Còn cái con này, cái đuôi nó chà ba lửa luôn. Góc camera gì mà kỳ vậy ta, góc camera gì quay mà thấy cái đít không thấy cái mặt. À, đây cuối cùng nó thấy được cái bản mặt của nó rồi. Và nhảy chồm lên một cái, chúng ta đã dứt điểm thành công. Một chiến thắng nghiêng về cho team của mình. Sau khi thắng thì các bạn sẽ nhận được những cái phần thưởng sau đây. Nhận được cái gì nào? Tiền thức ăn. Wow, là thức ăn. Rồi, host. Vậy chúng ta sẽ đi gẹo chọc. Khu vực này là khu vực trên bờ, chúng ta thử xuống nước gẹo nha các bạn. Đây. Lần này thì anh em chúng ta sẽ xuống biển sâu. Mang thêm 3 em đi. Lần này thì để mình coi có cái con gì đặc biệt nè. Đây, Amos. Rồi, đến với cái con đây luôn. Action. Wow, những cái bé này thì mình có lâu lắm rồi. Vậy là cái tựa game này mình chơi hồi khoảng 1 năm hay 2 năm trước ấy. Bây giờ thì mình chơi lại và review lại cho các bạn xem thôi. Còn bây giờ thì Tylosaurus. Và để mình xem thử đội hình tên bạn sẽ là cái con con rùa. Mình cũng có bé rùa nè. Ô, tên bạn đang được tăng sức mạnh nhưng mà nó lại không đánh mình vì nó biết đánh một cái mình sẽ không chết. Rồi, mình quyết định đó là mình sẽ nhịn luôn. Ta quyết định ta sẽ nhịn mi. Mi muốn làm gì ta thì mi làm đi. Ta sẽ không đánh mi đâu. Tên bạn đang suy nghĩ. Tên bạn đang suy nghĩ là có nên hút mình hay không. Bạn ấy quyết định ra một đô. Wow, khá là cay. Mình đang có được 4 cái. 4 cái thì đủ đệm để hạ đó.
Nhưng mà thôi, mình sẽ mang cái em này ra đi ha. Đâu rồi? Đây, con cá. À, và chúng ta có được 3 lượt. Kèo 1, 2 và 1 cái để dành. Dứt đếm. Thành công các bạn à, chú rùa Hanzu đã bị ngã rồi. Hanzu. Một em gì mà có chút ép vậy nè. Tính ra là lớn ăn hiếp nhỏ hả ta? Tên bạn đang có 5 lượt và để chúng ta xem coi tên bạn tính toán như thế nào. À, tên bạn có 5 lượt và xem thử coi. Bạn tính gì mà lâu thế? Bạn quyết định mang con cá ra. Con cá này thì dùng 2 lượt sẽ thương. À, muốn cho hai con cá đấu nhau hay sao vậy? Để mình xem coi tên mình. À, có bạn Tay Blo này là được tăng sức mạnh nè. Chú mệt mỏi với anh rồi. Mình dập luôn 3 cái các bạn à. Nếu tụi bạn để một khẩu thì chúng ta vẫn xuyên tường được. Đúng bài vợ luôn. Theo cái sự tính toán của mình, không sai ly nào hết. Ồ, và đây đến với một cái em à, gì mà có chút ép vậy ta. Con, cái con gì ta. Con đến từ tên bạn nó có chút xíu rồi các bạn ơi. Đấy, đang suy nghĩ. Đang động não chiến thuật để có thể hạ được mình. Tung một chiêu. Bạn ấy đoán rằng mình không để cái thủ nào hết. Bạn ấy đoán rất là đúng. Và đây là cái con bạch tuộc. Wow, con bạch tuộc vô cùng cute luôn. Chúng ta ở đây tem bạn đang có đó là 4.000. Rồi, mình chơi khô máu với con này luôn. Đó, dùng tua bạch tuộc mà xử thôi. Tên bạn đang có 4 và 8. Oh my god. Có 8 luôn. Dòng hết 8 quýnh mình đi. Trời ơi. Đang trông chờ luôn á. Oh my god, tên bạn quýnh có 3 hả các bạn ơi. Nó đủ điểm để hạ mình thôi. Mà nó còn tới 5 lần. Lần này thì tăng độ khó đối với mình rồi. Tên bạn còn tới 5. Mà nếu như nó để 5 thủ là chúng ta quýnh không xiên được. Chơi lèo luôn. Ây cha. Thiệt là đắng lòng quá đi. Tên bạn để 4 thủ luôn. Và dường như lần này thì oh my god. Tên bạn đang có thêm 5 lượt đánh. Và chúng ta thì chả còn cái gì. Đắng lòng quá đi. Một quyết định sai lầm đã mang lại chiến thắng dành cho tên bạn rồi. Tại vì lúc ấy phải chi lúc ấy đừng mưa. Phải chi lúc ấy à, đừng xả hết chiều gì còn đó chứ hả. Lại nào. Ồ, mới có một dáng thôi mà. Và bây giờ chúng ta sẽ mang đem mấy cái em khác đi ha. Lần này mình mang cá mọc ra. Chỉ một quyết định sai lầm thôi là đảo ngược tình huống liền. Trong khi chúng ta đang dẫn trước nhưng mà được ngược lại là bị nó hốt với đâu. Rồi, cuộc chiến sẽ được phép bắt đầu. Lần này sẽ đối phó với những anh bạn. Wow, con này đẹp nè. Rồi, tính toán lại nha. Tay bạn nó khôn lắm đó. Không có giỡn với nó được đâu. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh nha. Đừng quên mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà mình ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Và mọi người thích mình làm về nhân vật gì thì cứ việc comment vào bên dưới luôn nha. Đây. Và cái video này thì chắc có lẽ là mình sẽ up vào buổi trưa. Buổi trưa hoặc là buổi chiều, gọi là 11:30 buổi trưa hay là 5:30 buổi chiều ha. Đó là hai cái khung giờ. À, cái độ này hơi căng rồi nha. Mình đổi con được không? Không mày có không được đổi con này, nó còn bèo hơn nữa. Với bé này thì sao? Ba, dứt điểm luôn. Yeah. U cha, không đủ. Ấy cha, nhìn lộn rồi. Mình nhìn lộn rồi các bạn ơi. I am sorry. Con cá mập này không đủ sức. Trời ơi, cái con này nó quýnh đúng một cái luôn. Sao lại cho con này ra, phải cho con rùa ra mới đúng chứ. À, tên bạn đang còn có 2.000 mấy. Ok,
cái mình dặm nó luôn, mình sợ nó ha. Xiên tư, nếu như mà mình để một cái là không vô rồi, để một cái giáp. Rồi, chú cá đến từ tên bạn đang lao ra và lần này chú ấy đang có 5 lượt. Chúng ta suy tính xem chú ấy dồn hết 5 lượt đánh này để dập mình hay không. Nếu như mà nó dồn thì mình lên dễ là cái chắc. Thôi 3 cái là đủ chết rồi. Tên bạn đang còn thêm 2 lượt nữa. Wow, ca này lại ăn hành rồi. Sao đây? Rồi, chơi luôn. Xuyên tư. Chúng ta để có một thủ à, và tên bạn hiện tại sẽ có 4 ấy. Nó quýnh là chết chắc luôn. Để có một thủ rồi các bạn ơi, mà lượng máu chúng ta còn quá ít. Cái trận này lại là sai lầm nữa rồi. Và nói về tên bạn thì thật sự mà nói thì nó rất là khôn luôn. Đó là cái máy tính mà nó biết được. Phải chi là phải chăng là nó biết được đó là mình sử dụng chiêu gì hay là mình xài cái gì là nó biết hết trơn rồi. Wow, và các bạn ơi, video này cũng khá là dài rồi và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người nha. Các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.